Câu 7. Một loài thực vật tiến hành phép lai. A lớn B nhỏ lai với A nhỏ nhỏ B lớn thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lý các hợp tử này bằng colchicine để tạo ra các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 36%. Các hợp tử đều phát triển thành cây F1. Các cây F1 đều giảm phân tạo giao tử. Các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lý thuyết, giao tử gồm toàn A lên trội của F1 chiếm tỷ lệ là. Chúng ta cần biết cách viết giao tử của thể tứ bội 4N. Với một gen có 2 A lên A lớn và A nhỏ, thì thể tứ bội có 5 kiểu gen như thế này. Và tỷ lệ giao tử thì chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ kẻ một cái hình vuông như thế này và những cái đường chéo. Sau đó chúng ta đặt các cái allele lên 4 đỉnh của cái hình vuông. Và giao tử 2N chính là, thì ví dụ như là kiểu gen 4N là A lớn, A lớn, A lớn, A lớn. Thì tỷ lệ giao tử sẽ là 6 A lớn, 4 cạnh và 2 đường chéo. Tức là 6 A lớn, tức là 100% giao tử 2N là A lớn, A lớn. Tương tự như vậy, với kiểu gen A lớn, A lớn, A lớn, A nhỏ, thì chúng ta sẽ kẻ cái hình vuông như thế này. Và tỷ lệ giao tử sẽ là 3 A lớn, 1, 2, 3 A lớn, và 3 A lớn, A nhỏ, 1, 2, 3 A lớn, A nhỏ. Tỷ lệ 3, 3, tức là 1, 1 đó các bạn, 1 A lớn, 1 A lớn, A nhỏ. Và tương tự với kiểu gen A lớn, A nhỏ, A nhỏ, thì chúng ta sẽ thấy là tỷ lệ giao tử A lớn là 1, và A lớn A nhỏ sẽ là 1, 2, 3, 4 và 1 A nhỏ ha các bạn. 1 A lớn, 4 A lớn A nhỏ, 1 A nhỏ nhỏ. Có 6 tổ hợp giao tử theo tỷ lệ 1, 4, 1 ha. Và hoàn toàn chúng ta có thể làm tương tự với hai kiểu gen còn lại. Thì chúng ta sẽ lập ra được các tỷ lệ giao tử 2N này ha. Nếu chúng ta làm quen thì chúng ta cũng không cần kẻ cái hình vuông này. Mà chúng ta cứ tổ hợp 2 allele trong 4 cái allele này để ra được giao tử 2N. Kiểu gen thứ nhất thì dễ rồi, kiểu gen thứ hai chúng ta cứ tổ hợp 2 allele, 1 A lớn, 2 A lớn, 3 A lớn, rồi 1 A lớn A nhỏ, 2 A nhỏ, 3 A nhỏ, như vậy là tỷ lệ là 3 3 hay là 1 1 ha các bạn. Ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ tổ hợp 2 allele trong 4 allele này. Thì chúng ta sẽ có là 1 A lớn, 1 2 3 4 A nhỏ. Và 1 A nhỏ A nhỏ. Và với cách tổ hợp allele, chúng ta sẽ có thể viết được tỷ lệ giao tử của cơ thể 6N hay là 8N luôn đó các bạn. Do vậy trong câu này, khi mà thực hiện phép lai ở P, chúng ta sẽ thu được F1 dị hợp về hai cặp gen. Sau đó F1 sẽ được xử lý colchicine, thì nó sẽ có thể tạo thành thể tứ bội 4N, nhưng hiệu quả thì chỉ là 36%. Cho nên chúng ta sẽ có là ở F1, sau khi đa bội hóa thì sẽ có 0,36 kiểu gen tứ bội như thế này, gấp đôi bội nhiễm sắc thể của F1 lên ha các bạn. Và còn lại 64% là F1 lưỡng bội 2N bình thường. Với kiểu gen tứ bội thì nó sẽ cho giao tử toàn A lên trội, chính là giao tử A lớn và B lớn, chúng ta tách từng cái cặp A lên ra ha. Với kiểu gen A lớn, A nhỏ thì sẽ cho 1/6 giao tử A lớn, còn cặp thứ hai này cũng tương tự sẽ cho 1/6 B lớn và chúng ta nhân với tỷ lệ 0,36 ban đầu, chúng ta sẽ ra được 0,01 ha các bạn. Còn kiểu gen lưỡng bội 2N thì tạo ra giao tử toàn A lên trội, chính là giao tử A lớn và B lớn với tỷ lệ 1/4 và chúng ta nhân thêm 0,64 là 0,16. Như vậy tổng tỷ lệ giao tử mà toàn A lên trội ở F1 bao gồm giao tử 2N và giao tử đơn bội N chính là 17% ha các bạn. Câu số 8. Cho biết các codon mã hóa một số loại axit amin như sau. Đây là các loại codon mã hóa các loại axit amin aspartic, tyrosine, serine, histidine. Và cho một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp MARN của alen M có trình tự nucleotide là như thế này. Thì alen M bị đột biến điểm tạo ra 4 allele có trình tự nucleotide như sau: M1, M2, M3, M4 như thế này. Theo lý thuyết, trong 4 allele trên có bao nhiêu allele mã hóa chuỗi polypeptide có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi polypeptide do allele M mã hóa? Chúng ta thấy là ở trên đề người ta cho các codon
tức là bộ 3 trên mRNA. Và ở đây thì lại cho trình tự các nu trên mạch mã gốc của gen alen M. Rồi khi mà alen M bị đột biến thì người ta cũng cho chúng ta các trình tự mạch mã gốc của các alen đột biến. Vì vậy, để xem xét là có bao nhiêu alen trong 4 cái alen M1 đến M4 này thì có thành phần axit amin bị thay đổi, thì chúng ta sẽ chuyển trình tự các cô đông trên mRNA thành trình tự các triplet ở trên gen để chúng ta dễ đối chiếu ha các bạn. Đây là trình tự các triplet mã hóa ra các axit amin. Và chúng ta cũng để ý là alen M1 thì nó chỉ khác alen M ở cái triplet thứ tư. Alen M2 thì khác alen M ở triplet thứ ba. Alen M3 thì khác alen M ở triplet thứ hai. Còn alen M4 thì khác alen M ở triplet thứ năm. Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu với các cái triplet mà chúng ta vừa chuyển mã lúc nãy. Với alen M1 thì triplet thứ tư GTG thì mã hóa histidine. Trong khi ở alen M thì ATG là mã hóa tyrosine. Như vậy alen M1 thì sẽ có axit amin bị thay đổi ha các bạn. Từ tyrosine chuyển thành histidine ha các bạn. Còn alen M2 thì là GTG mã hóa histidine. Trong khi ở alen M là GTA cũng mã hóa histidine, thành phần axit amin không thay đổi. Ở alen M3 là XTG, ở alen M thì là XTA, cho nên thành phần axit amin không thay đổi, đều mã hóa cho aspartic ha. Với alen M4 thì triplet thay đổi là TXG, TXG mã hóa serine. Còn alen M là TXA, TXA cũng mã hóa cho serine. Do vậy thành phần axit amin không thay đổi. Cho nên trong 4 alen M1 đến M4 này thì chỉ có một alen M1 là có thành phần axit amin bị thay đổi thôi ha các bạn. Đáp án câu C ha. Câu số 9. Cơ thể thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 12. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét hai cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này xảy ra hoán vị gen ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể, nhưng ở mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở một cặp nhiễm sắc thể tại các cặp gen đang xét. Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa về các gen đang xét được tạo ra là bao nhiêu? Chúng ta lưu ý là trên mỗi cặp nhiễm sắc thể sẽ xét hai cặp gen dị hợp, và mỗi tế bào giảm phân thì chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất là ở một cặp nhiễm sắc thể mà thôi. Cô ví dụ đây là cặp nhiễm sắc thể số 1 mang hai cặp gen dị hợp A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Đây là cặp nhiễm sắc thể số 2 mang hai cặp gen dị hợp D lớn D nhỏ, E lớn E nhỏ, vân vân. Có 6 cặp nhiễm sắc thể như vậy ha các bạn. Và chúng ta thấy là ở mỗi cặp nhiễm sắc thể thì cho dù là có trao đổi chéo hay không có trao đổi chéo thì nó vẫn luôn cho hai loại giao tử liên kết. Ví dụ ở cặp số 1 là A lớn B lớn, A nhỏ B nhỏ, cặp số 2 là D lớn E lớn, D nhỏ E nhỏ, vân vân. Mỗi cặp luôn cho hai loại giao tử liên kết. Và có N cặp nhiễm sắc thể như vậy thì số loại giao tử liên kết sẽ là 2 x 2 x 2 nhân N lần, tức là 2 mũ N loại giao tử liên kết. Khi mỗi tế bào mà xảy ra trao đổi chéo nhiều nhất ở một cặp nhiễm sắc thể thôi. Có ví dụ như ở một loại tế bào nào đó mà chỉ trao đổi chéo tại cặp nhiễm sắc thể số 1 này thì sẽ cho thêm hai loại giao tử hoán vị. Ngoài các giao tử liên kết mà chúng ta đang xét thì nếu trao đổi chéo ở cặp số 1 thì sẽ cho thêm hai loại giao tử hoán vị ở riêng cái cặp này là A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn. Trong khi ở cặp nhiễm sắc thể số 2 thì vẫn là hai loại giao tử liên kết. Cặp nhiễm sắc thể số 3 vẫn là hai loại giao tử liên kết, vân vân. Tức là các cặp còn lại vẫn cho hai loại giao tử liên kết. Cho nên khi tính chung tất cả các cặp nhiễm sắc thể thì số loại giao tử hoán vị sẽ là 2 mũ N. Nhưng mà chúng ta lưu ý là chúng ta vừa mới xét trao đổi chéo ở cặp nhiễm sắc thể số 1 này thôi. Tế bào có đến N cặp nhiễm sắc thể, cho nên số loại giao tử hoán vị sẽ là N nhân 2 mũ N loại giao tử hoán vị. Và do vậy tổng số loại giao tử sẽ bao gồm loại giao tử liên kết và giao tử hoán vị. Chúng ta sẽ có là 2 mũ N cộng N nhân 2 mũ N, rút gọn thành N cộng 1 nhân 2 mũ N. Và áp dụng với bài này 2N bằng 12, tức là N bằng 6, thì chúng ta sẽ có 7 x 2 mũ 6 là 448 loại giao tử ha các bạn. Đáp án là câu D ha. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các bạn ôn tập chương 1 cơ chế di truyền và biến dị dựa trên đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Chúc các bạn ôn tập thật tốt và đạt nhiều kết quả cao trong học tập nha.